Sư cho con hỏi làm thế nào để chế ngự cơn đau để có thể tinh tấn tốt hơn khi hành thiền ạ? Chính bị cơn đau thì có cái tác ý, có cái suy xét thì nó sẽ bớt đau. Ví dụ như là cái người đấy mình suy xét là cái đau này nó chỉ là cái thân này, nó chỉ là tứ đại này, đất nước lửa gió này, nó không biết đau. Bản chất của cái thân này thì nó là tứ đại, nó không biết đau. Vậy đau ở đây chẳng qua nó chỉ là cái sự cảm giác do cái cảm thọ ở trên thân của mình thôi. Quán cái cảm thọ này không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Mình suy xét, mỗi người có một cái cách suy xét để nó vượt qua cơn đau đấy. Hoặc là có những người sẽ chế ngự cái đau bằng cái cách, ví dụ như là mình quán là cái đau này nhưng mà nó cũng không đau bằng cái sự nỗi khổ ở trong địa ngục. Vì vậy nếu vậy vào trong địa ngục nó còn đau hơn, vậy mình so sánh như vậy thì đó cũng là một cách để mình vượt qua cái sự đau. Hoặc là mình quán nó là cái sự vô thường đà tạo để nó vượt qua cái sự đau, hoặc là mình làm nơ nó đi, không quan tâm đến nó, hoặc là mình cứ chú tâm vào cái đề mục thiền của mình, nó sinh ra cái hỷ lạc khinh an. Thì từ cái khinh an, từ cái sự hỷ lạc sung mãn, nó chế ngự đi cái đau. Hoặc là bằng cái cách mình không thể chịu được nữa thì mình thay đổi tư thế đi để cho nó hết đau. Hoặc là nó bằng cái cách là mình cứ ngồi đấy rồi cái nỗi đau nó đến đỉnh điểm tột cùng thì nó sẽ hết, thì nó cũng hết đau. Ví dụ như là có cái người giờ người ta bị thương, người ta còn phải cưa chân đi thì nó chỉ đau lúc đầu, xong rồi dần dần cái vết thương ấy nó cũng lành thì nó cũng hết đau. Cũng như vậy mình ngồi mình có thể thấy nó đau do nó giãn cái xương dây chằng hay là xương gân nó giãn, là nó đau, nhưng đến khi nó giãn đến mức tột cùng thì nó cũng hết. Đến lúc đấy thì nó chai lì đi rồi là nó cũng hết đau. Vậy nên có nhiều cái cách chịu đau. Nhưng mà cái người nào mà mình có cái tâm gan dạ lì lợm chịu được cái đau đấy thì dần nó mình sẽ kham nhẫn vượt qua cơn đau đấy, thì sau này mình ngồi nó sẽ không còn biết đau nữa.